Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh DDA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án iRoboti, các dự án IDO, các dự án AEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng. Nếu các bạn có chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Tribeland. Tham gia vào dự án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link dưới phần mô tả video. Sau đó chúng ta bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên, đó là chúng ta follow cái Twitter của dự án này. Cái đó chúng ta nút continue. Tiếp theo chúng ta tiếp tục đến nhiệm vụ tiếp theo là retweet lại bài đăng. Chúng ta tiến hành like và retweet này. Ấn continue. Tiếp tục chúng ta tiến hành join các kênh mạng xã hội. Chúng ta có các kênh Telegram, là join kênh đầu tiên này. Join tiếp kênh thứ hai này. Khi join thì các bạn điền username vào. Follow Twitter. Đây, follow, sau đó chúng ta ấn continue. Địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên chất coinex hoặc là MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó quay trở lại con page vào. Connect vào đây. Join vào kênh Telegram group, chúng ta tiến hành join. Hoàn toàn tương tự các bạn trở lại đây và chúng ta sẽ nút continue xong nhá. Ok, vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong video chia sẻ về dự án Tribeland. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.